Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần, suýt trắng tay, bỗng dưng đổi đời, giàu sang, mua nhà rộng xe sang, khao cả làng. Xin được mến chào tất cả quý vị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, một kênh thông tin rất hữu ích và chuyên chia sẻ truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy cùng với đó là đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Mậu Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, cùng với đó là niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Mậu Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ luôn là người cảnh báo cho những người xung quanh ở tất cả những nguy hiểm đang rình rập phía trước, cùng với đó là phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Mậu Thân dễ dàng hiểu thấu được nỗi tâm tư ở nỗi niềm thầm kín của những người khác, và từ đó họ sẽ tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Và trong tháng 3 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Mậu Thân họ sẽ bị phạm phải hạn xung thái tuế, và đây sẽ là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì liệu những khó khăn trắc trở đó có thể tác động đến những gia chủ tuổi Mậu Thân hay không? Vâng, và nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 nhâm dần thì gia chủ tuổi Mậu Thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo trong tháng 3 âm lịch chính là thời điểm đột phá của những gia chủ tuổi Mậu Thân. Vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em trong gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập, tự cường mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tin vui, đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mậu Thân tháng này không thật sự khởi sắc, gia đình bạn sẽ dễ xảy ra những tranh cãi, cãi cọ không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc thấu đáo nhất, chớ nóng vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thân sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, với những người vẫn còn đi làm, con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái. Tuy nhiên, những người tuổi Mậu Thân phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Nếu đã đến tuổi về hưu, theo kinh nghiệm, kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán trước,
không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, vận tài lộc của những người tuổi Mậu Thân không khởi sắc trong tháng 3 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Ai xứng đáng chi tiền mới cho. Đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời, kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực đó phải hết sức thận trọng, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Thân có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy ở tim mạch. Cần phải kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh kẻo dễ bị đột quỵ. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mậu Thân tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng, tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý phá thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1968 Mậu Thân trong tháng 3 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Mến chúc cho tất cả quý vị luôn may mắn, bình an và hạnh phúc.